một câu chuyện ngắn viết về đề tài gia đình, ngẫm mà buồn. Chuyện có tựa đề Đứa con vô tâm của tác giả Nguyễn Nga. Xin mời các bạn lắng nghe. Alo, ba à, ba gọi con có gì không? Cô con gái, độ tuổi chừng đôi mươi, không thèm nhìn màn hình điện thoại, giọng đầy gắt gỏng. Con ăn gì chưa? Này có tăng ca không? Trên màn hình điện thoại hiện ra gương mặt một người đàn ông trung niên, rúng gió nỗi buồn. Con đang bận lắm, nói chuyện sau nhà. Không đợi cha trả lời, cô gái đã cút ngang điện thoại. Ở công ty, vài người sầm xì mỗi khi nghe cô trò chuyện với cha ruột của mình. Họ không ngờ trông vẻ ngoài cô ngoan ngoãn vậy mà nói chuyện với cha lại cộc lốc, hỗn hào. Nhưng nào ai biết được quá khứ tuổi thơ của cô. Cô đã từng có những ngày mong ngóng, trông chờ cha trở về nhà trong nỗi tuyệt vọng. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô được gửi về ông bà nội. Nhưng cha cô bận bịu với công việc, với gia đình riêng của ông, nên suốt tuổi thơ cô không mấy khi được gặp cha. Lâu dần cô quen với điều ấy, nước mắt cô đã cạn. Cô không còn khóc thầm nữa sau mỗi đêm về. Nhưng cô luôn nhớ về những chiều 30 Tết, cách đây nhiều năm, có một đứa trẻ thơ thẩn ra trước ngõ, ngóng đợi cha về. Con bé luôn tưởng tượng cha sẽ mang theo thật nhiều bánh kẹo và những bộ quần áo mới cho nó. Nhưng lần nào, cô bé ấy cũng nhận về sự thất vọng não nề khi cha luôn chở theo mẹ kế cùng đứa con riêng của ông. Những lúc ấy, con bé chỉ biết chạy vội ra sau nhà và khóc thút thít. Rồi những ngày sau đó, cha luôn chở dì và em đi chúc Tết họ hàng. Còn nó luôn bị bỏ lại ở nhà với ông bà nội. Có lần nó một miệng đòi đi theo, nhưng cha lại bảo xe chật lắm, không đủ chỗ, con ở nhà nhé. Lúc ấy nó cảm tưởng như trong tim cha cũng chật lắm, không có chỗ cho nó nữa rồi. Nó đã quen với năm tháng đằng đẵng nỗi nhớ mà không có cha bên cạnh. Bây giờ thì con bé ấy đã không cần cha nữa. Nó đã lớn và tự lo cuộc sống của riêng mình. Nó đã thôi khao khát những cuộc điện thoại, những lần thăm hỏi, gặp gỡ của cha. Có thể trong thâm tâm của cha, cha sẽ trách hờn, sẽ giận cô lắm, một người con lạnh lùng, vô tâm. Nhưng cha không bao giờ biết rằng có những ngày cô chỉ ước một điều giản đơn, đó là được một lần ngồi sau xe để cha chở đến trường.